đã bao nhiêu ngày rồi hả? Bao nhiêu ngày rồi? Tại sao không lấy được ý tưởng của thằng Hiếu? Anh phải cho em thời gian nữa chứ. Em còn chưa có cơ hội ra tay mà. Tôi không cần biết. Cùng là nhân viên phòng kế hoạch của tập đoàn ABA, cô lại là người yêu của nó. Bảo không lấy được là không lấy được kiểu gì? Này, cô mà không làm ăn cho cẩn thận ấy, đừng có trách. Anh định làm cái gì? Thì tôi có biết làm gì ngoài việc công khai cô ngoại tình với tôi cho toàn thể nhân viên biết đâu. Anh, em xin anh cho em thêm thời gian đi. Không được. Tôi chỉ cho cô đúng 2 ngày nữa. 2 ngày nữa cô phải có cho tôi. Vâng, em biết rồi ạ. Quang, có tin vui này. Hiếu à, tin gì đấy? Tập đoàn chúng ta đang muốn xây dựng dự án mới ở dưới tỉnh, nên đang tìm đối tác. Dự kiến sẽ mời tập đoàn PJ đầu tiên. Chủ tịch muốn tôi và ông cùng triển khai dự án này. Nếu thành công thì sẽ tăng lương và thăng chức lên làm trưởng nhóm. Ông nói thật à? Nhưng mà trưởng nhóm thì chỉ có một, sẽ lại giao cho cả tôi và ông là thế nào? Có sao đâu. Hai chúng ta cùng làm kế hoạch thật hoàn chỉnh rồi nộp lên cấp trên. Ai được duyệt thì làm trưởng nhóm. Nghề hấp dẫn đấy nhỉ. Cố gắng lên. Ông làm trưởng nhóm thì tôi cũng mừng cho ông. Thế nhá, tôi về làm việc đây. Alo. Mời vào. Chào cô, tôi là Hiếu, người phụ trách dự án giữa tập đoàn ABA và tập đoàn PJ. Chào anh, mời anh ngồi. Chào anh, tôi là My, chủ tịch của tập đoàn PJ. Cô đúng là tuổi trẻ tài cao, lại còn rất xinh đẹp nữa. Cảm ơn anh, nhưng mà anh hẹn gặp tôi là vì bản kế hoạch, chứ không chỉ để nói chuyện phiếm đúng không? Tôi đã chuẩn bị bản kế hoạch, nhưng vẫn còn một vài điểm cần phải làm rõ. Cô có thể xem qua giúp tôi được không? Cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho tôi. Không có gì, tôi rất là thích phong cách làm việc của anh. Vậy hẹn gặp lại cô ở buổi thuyết trình về dự án. Chào cô. Bản kế hoạch đúng là tốt thật. Cũng may là anh ta đã chủ động đến tìm mình. Nếu không chỉ sợ hai người kia sẽ ăn cắp bản kế hoạch của anh ấy mất. Anh không uống nữa đâu. Anh không uống mà được à? Hôm nay là kỷ niệm 1 năm chúng mình yêu nhau đấy. Anh uống đi. Hôm nay mà không say ấy, em không cho về đâu. Được. Thế thì anh sẽ uống hết. Em cứ tin ở anh. Anh hứa rồi đấy nhá. Đừng có để thua kém em đấy. Nào. Dạ. Ok anh Hiếu. Anh say thật đấy à? Này.
Cô ta... Đúng rồi, cô ta chính là người đã bị khống chế ở sảnh tập đoàn ABA. Bản kế hoạch đây rồi. Em gửi sang cho anh rồi đấy. Bản kế hoạch hợp tác với tập đoàn PJ mà anh Hiếu làm. Này, nhớ lên trước, đừng có quên em đấy. Em giỏi quá, có thế chứ. Tất nhiên, anh mà được lợi thì không bao giờ quên em đâu. Ừ. Mời vào. Chào cô. Anh tới rồi à? Mời anh ngồi. Bản kế hoạch lần này có gì mới không? Tôi vừa cải tiến quy trình, tối ưu hóa chi phí. Mời cô xem qua. Anh giỏi thật đấy. Bản kế hoạch lần đầu đã tốt lắm rồi, lần này còn xuất sắc hơn nữa. Cô đừng nói như thế, tôi ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, tôi nói sự thật thôi mà. À, xin lỗi anh, tại tôi vui quá. Không sao đâu, cũng may là bạn gái tôi không ở đây. Nếu không, cô ấy hiểu nhầm thì chết. Anh có bạn gái rồi á? Vâng, chúng tôi yêu nhau 1 năm rồi. À, vậy sao? Chúc mừng anh nhé. Cảm ơn cô. Phương Anh, sao em lại ở đây? À, anh Quang nhờ em theo bấm trình bày bản thuyết trình cho anh ấy. Ra là vậy, thôi chúng ta vào đi, chủ tịch PJ chắc đang chờ đấy. Đây là cái gì? Bản kế hoạch của tôi. Ai nói là của cậu? Rõ ràng là của tôi cơ mà. Cái ông này buồn cười thật đấy. Bản kế hoạch từ tay tôi rơi xuống mà ông lại bảo là của ông. Không, rõ ràng là của tôi. Trong này có một vấn đề chưa được tối ưu hóa. Tôi nhớ rất rõ. Ông, có phải ông ăn cắp chất xám của tôi đúng không? Kìa anh Hiếu, sao chưa gì đã vội kết tội người ta thế? Bằng chứng dày dành ra như thế này mà em còn bênh người ngoài được à? Ừ đấy thì sao? Tôi nói cho ông biết, tôi là em trai của anh Hoàn, trưởng phòng kinh doanh đấy. Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại cãi nhau trước sảnh tập đoàn của tôi? Chào cô, chúng tôi có chút chuyện vặt nội bộ ấy mà. Tôi thấy là mọi người đang cãi vã rất là to. Tôi nghĩ đây không phải chuyện vặt vãnh đâu. Cô là ai mà dám xía vào chuyện của chúng tôi? Nói cho cô biết, chúng tôi là đại diện của tập đoàn ABA, sang đây để bán dự án với tập đoàn PJ đấy. Tôi biết. Biết thì tránh đường đi. Tôi còn nhận ra cô nữa cơ. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi cảnh cáo cô, đừng có nhiều chuyện đấy. Phương Anh, em ăn nói kiểu gì vậy? Cũng chỉ là một kẻ sắp thất bại thôi, ra vẻ cái gì. Thôi, tạm biệt chú em. Anh đi nhận chức nhóm trưởng đây. Rõ ràng bản kế hoạch là của tôi mà. Tôi biết, và tôi có cách vạch trần anh ta. Cô là nhân viên hành chính à? Đi pha nước cho chúng tôi đi. Cô nghĩ như vậy à? Trông bần bần hèn hèn như thế,
chỉ có thể là chân sai vặt thôi. Ai sẽ là người trình bày trước đây? Cô bị điên à? Đùa thế đủ rồi đấy. Này, anh nghe nói chủ tịch tập đoàn BJ là nữ, cô ấy tên là My, tuổi đời còn rất trẻ. Có lẽ nào? Không thể nào, cô ta còn trẻ vậy mà. Chào chủ tịch Trang Diễm My. Cô ta thực sự là chủ tịch của PJ ạ? À? Đúng vậy. Cô không có phận sự, vui lòng ngồi một bên. Đừng nói gì làm ảnh hưởng đến cuộc họp của chúng tôi. Mời anh ngồi. Dạ vâng. Tôi nghĩ cứ để Quang trình bày trước đi. Tôi sẽ sửa những điểm bất cập ở trong bản kế hoạch đó. Này, cậu nói cái gì đấy? Bản kế hoạch của tôi chẳng có cái bất cập nào cả. Cậu cứ thử đi. Này, cậu đừng có vênh váo nhé. Nếu không, tôi sẽ bảo anh Hoàng đuổi việc cậu đấy. Alo anh Hoàng à? Anh đến ngay tập đoàn PJ nhé. Có người đang muốn anh đuổi việc tôi đấy. Anh. Dạ, chào chủ tịch ạ. Ô, anh Hoàng, anh vừa nói cái gì đấy? Mày quá lắm Quang ạ. Mày đòi đuổi chủ tịch á? Gan của mày lớn nhỉ? Anh nói sao? Hiếu là chủ tịch tập đoàn ABA á. Chứ còn gì nữa. Cậu ấy giả làm nhân viên để khảo sát tình hình làm việc của các phòng ban ấy. Cậu không chuyên tâm làm việc, lại còn ăn cắp ý tưởng của đồng nghiệp. Tôi phải xử lý cậu như thế nào đây? Anh Hiếu ơi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Em không có. Chủ tịch Hiếu, đây là video bằng chứng. Anh Quang đã uy hiếp Phương Anh, bắt cô ta phải lấy bản kế hoạch của anh đấy. Cô là nhân viên phòng kế hoạch của tập đoàn ABA. Cô lại là người yêu của nó. Tại sao mà không lấy được? Cô mà không làm việc, đừng có trách. Phương Anh, sao em lại? Chưa hết, cô ta còn tranh thủ chốt say anh để chiếm đoạt bản kế hoạch nữa. Anh hãy xem video tiếp theo đi. Anh Hiếu, không phải em đâu. Là Quang. Quang ép em. Hắn muốn dùng chuyện cô và hắn ta lén lút cắm sừng anh Hiếu để uy hiếp cô đúng không? Phương Anh, em có phản bội anh à? Chủ tịch Hiếu, anh nghe tôi giải thích đã. Tất cả đều là do cô ta quyến rũ tôi, cho nên tôi mới ngu dại lầm đường. Xin anh. Quang, Phương Anh, hai người chính thức bị đuổi việc. Còn Phương Anh, tôi và cô chấm dứt từ nay, không còn hôn ước gì nữa. Anh Hiếu, em xin anh đấy, em biết lỗi rồi mà. Lúc cô phản bội tôi, cô nên biết là sẽ có ngày này. Anh Hoàng, anh mời hai người này ra khỏi phòng giúp tôi. Tôi có việc muốn bàn với chủ tịch My. Vâng. Còn ngồi đấy làm gì nữa? Xin phép chủ tịch ạ. Chào chủ tịch My. Lấy cà phê rồi à? Anh định chờ em đến rồi mới gọi. Ai lại để con gái phải bưng bê thế này? Không sao mà, tiệm một thể nên em gọi luôn. Cảm ơn em. Vì chuyện gì ạ? Vì em đã giúp anh vạch trần Quang và Phương Anh. Và còn vì
em đã chưa lành vết thương trong anh. Đấy là do anh tự vượt qua đấy chứ. Em đâu có công cán gì đâu ạ. Cảm ơn em. Thật ra hôm nay anh hẹn em ra đây là có chuyện muốn nói. Việc gì thế ạ? Em làm bạn gái anh nhé. Anh thẳng thắn thế, chẳng có một chút lãng mạn nào cả. Ai bảo không lãng mạn. Lát nữa anh sẽ đưa em đến một nơi rất đặc biệt. Thế sao anh không đưa em tới đấy ngay từ đầu đi, lại còn mời cà phê làm gì? Anh phải sắp xếp như vậy chứ. Lỡ như em không đồng ý thì sao? Ai bảo là em không đồng ý? Thật không? Thật. Em đồng ý làm bạn gái của anh. Dạ thưa giám đốc, dự án em đang hoàn thành xong rồi ạ. Dây bẩn rồi, lau hộ tôi cái. Chào mọi người, tôi là Phương Anh, nhân viên mới của công ty. Anh mới tuyển à? Không, chắc trên tổng công ty vừa phỏng vấn gửi xuống mà. Đúng rồi ạ, đây là giấy giới thiệu của tôi. Người nhà cô là ai? Chức vụ gì? Người nhà ấy ạ? Đúng rồi. Em không có ạ. Thôi được rồi, đây là phó phòng, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm giao việc cho cô. Cô làm việc với nhân viên mới nhé, tôi bận rồi. Vâng ạ. Này, định đi đâu thế? Đầu tiên thì dọn rác trên bàn tôi đã. Sau đấy, pha cho tôi cốc trà. Dọn rác với pha trà cho cô là sao ạ? Cô không biết gì à? Luật ở đây là người mới phải biết điều. Nghe sếp thì sống, mà chống sếp thì chết. À quên, đây cũng là nhân viên mới. Việc rót nước, pha trà, dọn rác hay là đi mua cơm đều là cậu ta làm. Cô có muốn nhập gia tùy tục không? Vâng, tôi hiểu rồi. Trà của cô đây. Cô làm gì mà bây giờ mới mang đến? Có biết là tôi khát khô cả cổ rồi không? Tại tôi không biết chỗ, với cả chân tôi đang đau nên tôi không đi nhanh được. Tôi quên mất là cô bị què nhở. Mà không hiểu sao một người què như cô lại được tuyển dụng vào công ty đấy. Cũng lạ thật. Thôi được rồi, cô có nhìn thấy đống đồ kia không? Có ạ. Việc của cô hôm nay là bê hết đống đồ đấy ra ngoài kia. Sau đấy tôi sẽ dẫn cô về bàn làm việc. Tôi bê hết đống đồ này á? Đúng rồi, không cô thì ai? Chẳng nhẽ tôi chắc. Thôi được rồi, đừng trêu cô ấy nữa. Chân cô ấy như thế này làm sao bê được đồ nặng. Gọi bảo vệ hay tạp vụ đi, để anh dẫn em ra bàn làm việc. Vâng ạ. Cô làm tốt lắm, nhưng vẫn thiếu tài liệu của năm 2020 nữa. Tài liệu tôi để trên bàn, cô lấy rồi bổ sung thêm nhé. Dạ vâng ạ. Anh Nam. Cái gì đây? Em đồ báo cáo. Rồi, để đây tôi xem. Cô Phương Anh, đến giờ lấy cơm cho mọi người rồi đấy. Cô ra lấy đi. Vâng ạ. Nhanh lên đi nhá. Chết rồi, hôm nay tôi đi làm quên mất ví ở nhà. Hay là... Tôi trả cho. Của anh đây. Cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ gửi lại tiền cho cô. Có gì đâu, coi như hôm nay tôi mời mọi người thôi mà. Cô,
cô cẩn thận với giám đốc và phó phòng. Nếu được thì tránh xa họ ra. Sao anh Hiếu lại nói thế nhở? Có vấn đề gì thế? Dạ, không có gì ạ. Đưa đây. Tôi sẽ nói với mọi người, cơm này hôm nay tôi mời. Cảm ơn cô nhé. Phó phòng. Anh thái độ cái gì đấy? Dự án tôi vất vả là mấy tháng qua để ký hợp đồng với đối tác lớn, bây giờ lại đứng tên cô là sao? Anh là nhân viên cấp dưới của tôi, những gì anh đạt được đương nhiên là đứng tên tôi rồi. Nghĩ sao mà một người nghèo hèn như anh, cả con bé què kia nữa, vào công ty làm việc được đây. Hai người nên biết điều một chút đi. Cô... Tôi nói cho hai người biết, nếu chuyện hôm nay hai người còn nhắc lại nữa, tôi sẽ bảo giám đốc đuổi việc hai người đấy. Giám đốc, tại sao dự án mà anh Hiếu vất vả làm, anh lại cho phó phòng đứng tên là thế nào? Em quan tâm đến việc đấy làm cái gì? Thứ em cần quan tâm bây giờ là chúng ta đây này. Anh định làm gì? Em vào đúng lúc lắm. Bảo Tát! Anh làm cái trò gì vậy? Còn gì nữa. Em cứ chiều anh như Ngọc Anh chiều anh ấy. Anh sẽ không gây khó khăn cho em nữa. Cái loại què như mày mà bày đặt sang chảnh với tao á, mày được tao động đến là may mắn cho mày đấy, hiểu chưa? Anh... Bỏ ra! Cứu tôi mà! Hóa ra là mày. Mày có biết mày vừa làm gì không? Cô ấy bị như thế này đã đáng thương lắm rồi, anh còn đối xử với cô ấy như thế, anh không thấy mình quá đáng sao? Dạo này mày hay cãi quá nhờ. Đừng có nghĩ mình có một chút năng lực mà tao không dám đuổi việc mày. Tôi nhịn các người cũng lâu rồi đấy, nhưng mà càng nhịn các người càng quá đáng. Mày không nhịn thì mày làm gì tao? Tao nói cho mày biết nhá, vị trí của chúng mày rất mong manh, nhiều người muốn ứng tuyển lắm đấy. Các người coi thường, miệt thị người khác như vậy, nghĩ mình sẽ đứng vững ở đây sao? Thế cô nghĩ cô sẽ đứng vững ở đây với cái chân què đấy sao? Các người đụng vào nhầm người rồi. Tôi sẽ không để cho các người hoành hành ở đây nữa đâu. Thế mày định làm gì tao? Hai người nghĩ ở cái xã hội này chỉ cần công bằng hoặc có năng lực thì sẽ được thăng tiến sao? Anh Nam, em thấy hai đứa nó chẳng biết điều tí nào cả, anh đuổi nó đi. Hôm nay mất vui rồi. Em thông báo phòng nhân sự đuổi việc hai người này đi. Mình tìm người mới. Vâng ạ. Lát nữa em nhớ nói tốt về anh với chủ tịch đấy nhá. Anh yên tâm đi, anh mà được trọng dụng kiểu gì em chẳng được thơm lây. Mà không biết chủ tịch mới là nữ hay nam anh nhở? Này, đừng có mong phản bội tôi đấy nhá, tôi không để cho cô yên đâu. Em nói đùa thôi mà, trong lòng em lúc nào anh chẳng là số 1. Mà anh biết rồi, em là người của anh rồi thì làm gì còn tơ tưởng nghĩ đến người khác nữa chứ. Nhớ đấy nhá. Anh đến đây làm gì đấy? Chẳng phải anh và cô gái què kia bị đuổi rồi à? Chủ tịch gọi tôi tới. Cái gì? Chủ tịch? Chủ tịch gọi mày đến đây á? Đúng đấy. Chẳng phải chân cô bị què hay sao? Đúng vậy. Sao cô lại đến đây? Đúng thế. Tôi là chủ tịch mới của hai người. Mày nghĩ bằng lời nói của mày mà tao sẽ tin á? Alo, thư ký Vân à? Chủ tịch mới đến của công ty tên là gì đấy? Cái gì? Phương Anh á? Cô ta là chủ tịch thật. Cái gì? Chủ tịch á? Cô là chủ tịch á? Chúng tôi không biết cô là chủ tịch mới nên hành xử chưa phải, mong cô bỏ qua cho chúng tôi ạ. Đúng rồi ạ, chuyện cũ
mong chủ tịch xí xóa bỏ qua. Tôi và Ngọc Anh đều là những người rất có năng lực trong công ty ạ. Nếu tôi không giả làm nhân viên vào đây làm việc thì sao biết được chuyện xấu của hai người? Tôi... Thứ nhất, tuy không có năng lực nhưng dựa hơi người nhà làm giám đốc, phó phòng. Thứ hai, đã không có năng lực lại còn cậy quyền ỷ thế, bắt nạt, chiếm đoạt thành quả của người khác. Thứ ba, biện thủ công quỹ của công ty. Còn anh, cưỡng hiếp nhân viên. Chủ tịch, tôi biết tôi sai rồi ạ. Tất cả mọi chuyện là do anh Nam xui tôi. Tiền ăn chặn của công ty cũng là anh Nam giữ. Tôi không được cầm đồng nào cả. Này, cô dám bán đứng tôi à? Chủ tịch, đừng nghe cô ta. Tất cả mọi chuyện là do cô ta xúi giục tôi. Anh... Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ chính thức sa thải giám đốc Nam và cô Ngọc Anh. Những tài liệu tham nhũng của hai người tôi đã gửi lên cơ quan điều tra và chờ xử lý rồi. Còn anh, tôi gọi anh quay về công ty là vì dự án DNT3 đã được phê duyệt rồi. Tôi gọi anh về để theo nốt dự án đấy. Xét thì anh có năng lực, đạo đức tốt, tôi sẽ phân công anh lên vị trí giám đốc thay cho anh Nam. Dạ, cảm ơn chủ tịch đã cân nhắc ạ. Tôi mong anh vẫn sẽ giữ được sự liêm khiết, chính trực của mình để quản lý nhân viên cho tốt. Dạ vâng, chắc chắn là tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Còn hai người, thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty của tôi. Chúc hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tôi đi trước. Chào anh. Chào anh. Xe đâu rồi? Không ai đến đón mình à? Tôi xin lỗi. Trời đất ơi, say đến mức này cơ chứ. Ê, ông rồi. Này, anh rồi, anh mau tỉnh dậy đi. Say cái gì ghê thế. Ê, này, anh ơi, đừng có mặt đơn, đừng có mặt. Mệt chết đi được mà. Chẳng hiểu là kiếp trước tôi đã mắc nợ gì anh, mà kiếp này không quen không biết, tự dưng tôi phải mang cái của nợ nhà anh về nhà nữa. Anh cứ đợi anh tỉnh đi, chết với tôi. Trông mặt cũng có vẻ sáng sủa đẹp trai phết đấy chứ. Mình phải chụp vài tấm ảnh để lưu lại làm bằng chứng. Chứ sáng mai kiểu gì anh ta cũng sẽ ý kiến ý cỏ cho mà xem. Mình ở đâu thế này? Sao lại mặc đồ của ai đây nhỉ? Anh tỉnh rồi đấy à? Mau đền bù thiệt hại do anh gây ra đi. Cô là ai? Anh nghe cho rõ đây này. Hôm qua anh nôn ra áo của tôi, mất công tôi giặt cả tối. Tôi lấy phí giặt là 50.000. Còn cái tập vé số mà anh làm hỏng của tôi là hết 300.000 nữa. Với cả hôm qua anh say, tôi phải chăm sóc anh, giặt đồ cho anh. Tôi tính rẻ thôi, 150.000. Như thế tổng thiệt hại là 500.000. Anh có trả đây? Được. Tôi sẽ trả. Nhưng mà trước khi trả, cô có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Còn cái chuyện gì xảy ra nữa? Trông anh thì cũng sáng sủa đẹp trai đấy, thế mà lại bê tha, uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự, xong rồi xô đổ hết cái bàn vé số ở tôi, nôn ra áo ở tôi. Tôi không biết nhà anh ở đâu, nên là phải đành đưa anh về đây đây này. Thật ngại quá.
Không phải tôi bê tha gì đâu. Hôm qua tôi đi tiếp đối tác, rượu nặng quá tôi uống không quen, uống vài chén đã say rồi. Tôi xin lỗi cô nhá. Anh nói thế thì còn nghe được, nhưng mà tiền anh nợ anh vẫn phải trả đấy. Đừng có mà tính ăn quỵt. Cô yên tâm, tôi sẽ trả cho cô. Mà khoan đã, hôm qua ai đã thay đồ cho tôi? Còn ai nữa? Tôi chứ ai. Thế là cô đã nhìn thấy hết rồi à? Anh đang nghĩ đi đâu đấy? Bên trong anh đang mặc áo lót với cả có quần mà. À, mà thôi, không nói cái chuyện này nữa. Anh mau trả tiền cho tôi đi. Nhưng mà đây là đồ của người khác, ví của tôi ở trong túi áo cơ. Quần áo của anh ở trong đấy chỉ có một cái điện thoại thôi. Nhưng mà cái điện thoại của anh thì nó cũng hết pin, xài tắt ngúm rồi. Ê, anh đừng có nghĩ là tôi thừa thời cơ xong rồi ăn trộm của anh đấy nhá. Oan cho tôi đấy. À không không, tôi chỉ tìm ví để trả lại tiền cô thôi. Bây giờ điện thoại thì hết pin, ví thì phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Hả? Trời ạ, sao mà số của tôi đen thế này? Gặp phải anh đúng là. Hay là cô đã giúp thì giúp cho chót. Cô đưa tôi về công ty rồi tôi trả tiền cho cô được không? Đành vậy thôi chứ làm sao. Tôi đã nghèo rồi, anh mà còn chạy mất nữa thì... Không có chuyện đó đâu. Mà quần áo của anh ấy cũng khô rồi đấy. May mà hôm qua gió lớn, trời còn hanh nữa, nên là tôi giặt một tí là nó cũng khô luôn. Cảm ơn cô. Mà đồ này là của chồng cô à? Nếu mà tôi có chồng thì tôi phải tự tay thay đồ cho anh à? Đây là đồ cũ của anh trai tôi đấy. Tại vì tôi ở một mình nên là thi thoảng cứ phải đem đồ của nam ra treo cho người ta nghĩ là nhà có đàn ông, như thế cũng an toàn hơn mà. Ra là vậy. Cô cẩn thận như thế là tốt đấy. Cô cho tôi xuống đây. Cô chờ tôi một chút nhá, tôi vào lấy tiền rồi xuống ngay. Anh đi đi, tôi chờ anh. Chủ tịch, anh đi đâu đấy ạ? À? Em tìm anh từ suốt hôm qua đến giờ. À, hôm qua có chút sự cố. Anh đến phòng họp ngay đi ạ. À? Đang có tình huống khẩn cấp, dự án có vấn đề cho nên các cổ đông đang loạn hết cả lên. Có chuyện đó sao? Dạ. Cái tên khỉ này, ông ta biến đi đâu mất rồi nhở? Chẳng nhẽ là định bùng tiền của mình đấy à? Này cô kia, làm gì mà cứ lén la lén lút ở đây thế? À, tôi đang đứng đợi người thôi. Có một anh nợ tiền của tôi, bảo là tôi đứng ở đây để anh ta vào trong công ty lấy tiền, mà tôi đứng mãi chẳng thấy đâu cả. Anh ta tên gì? Ở bộ phận nào? Cô đừng có lấy lý do để ở đây làm trò mờ ám đi nhá. Tôi không nói bừa đâu, anh ta tên là Hiếu, tôi còn có ảnh đây này. Đây, cô xem đi. Là chủ tịch mà, sao có thể? Cô quen anh ta à? Cô có thể cho tôi biết anh ta làm ở bộ phận nào để tôi đến đòi tiền được không? Này, cô đừng có mà bịa chuyện nhá. Đường đường là chủ tịch, không thể nợ tiền cái đứa nghèo kiết xác như cô được. Cô đi đi. Không phải mà, tôi không có bịa chuyện. Cô từ từ nghe tôi nói đã. Cô còn không mau đi, định để tôi gọi bảo vệ lôi cô đi à? Đi đi. Cô đừng có đẩy tôi như thế mà. Cô đi đi. Đúng là muốn đến chỗ người giàu đến phát điên rồi, chuyện gì cũng bịa ra được. Nhưng sao cái ảnh chủ tịch lại nhắm mắt ngủ? Quần áo thì dọc sạch thế nhở? Không lẽ cô ta... Chủ tịch, sao anh lại ra đây ạ? À? Em tưởng anh đang họp với các cổ đông. Mọi chuyện ổn cả rồi. Mà cô có thấy có cô gái nào đi xe máy đứng đây chờ tôi không? Dạ. Chủ tịch muốn hỏi ai cô ạ? Là một cô gái cao khoảng chừng này, tóc dài ngang lưng, khuôn mặt ưa nhìn, nói chuyện cũng rất thú vị. Cô có thấy không? Chết rồi. Lẽ nào chủ tịch nói cô gái khi nãy bị mình đuổi đi? Cô có nghe tôi đang nói không?
Dạ không, không ạ. Em không thấy cô gái nào như thế cả. Chắc tại chờ mình lâu quá nên về trước mất rồi. Cũng tại mình bận việc đột xuất. Cô chuẩn bị xe cho tôi, tôi có việc phải đi ngay. Dạ, xe ở ngay đây rồi. Em mời chủ tịch đi ạ. Đúng là ở đây rồi. Sao không thấy đâu nhỉ? Hay là hôm nay cô ấy nghỉ bán hàng? À, đây 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 đây. Anh đây rồi. Anh bảo là anh vào lấy tiền để trả cho tôi. Mất công của tôi á, đợi anh cả sáng, thế mà anh mất tiêu đi đâu luôn. Tôi nói cho anh biết, lần này thì anh đừng hó hòng chạy đi đâu hết nhá. Đã thế tôi lại còn bị nhân viên của anh đuổi đi nữa chứ. Cô làm cái gì đấy? Bỏ tay ra. Khoan khoan, chuyện này là do tôi sai trước. Tôi xin lỗi, tôi có việc đột xuất nên bắt cô phải chờ đợi. Có gì cô cứ bỏ tay ra, tôi sẽ trả tiền cho cô. Thôi được rồi, dù sao thì anh cũng đã làm cho tôi mất bao nhiêu thời gian rồi đấy. Mau trả tiền cho tôi đi. Trả tiền xong ấy thì tốt nhất từ nay về sau đừng có gặp nhau nữa. Đây, tiền của cô đây. Xin lỗi vì đã làm cô mất công mất sức. Cũng cảm ơn cô vì cô đã giúp tôi. Cảm ơn anh nhá. Không có gì đâu, anh không cần phải ngại. Tính của tôi cũng hơi nóng nảy. Nếu mà từ nãy giờ có nói gì không vừa ý anh ấy, mong là anh đừng có để bụng nhá. Bây giờ tôi cầm đủ tiền rồi, anh không còn nợ nần gì tôi nữa. Tôi có thể mời cô một bữa cơm được không? Cô đã giúp tôi nhiều như vậy mà. Từ từ, tôi nghe điện thoại đã. Alo, có chuyện gì thế hả anh? Giang Hồ, cấp cứu, mau đến cứu anh, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì đấy? Chuyện lớn, em cứ đến đi rồi sẽ biết. Thôi được rồi, anh gửi định vị đi, em qua luôn. Ừ. À, xin lỗi anh nhá, nhưng mà bây giờ tôi có việc rồi, xin phép đi trước nhá. Chào hai người. Con gái con đứa gì mà tranh chua, ở tí là đòi tiền. Chủ tịch còn hiền đấy. Phải em á, em mắng cho cô ta to đầu rồi. Tôi thấy cô ấy có vấn đề gì đâu, còn rất dễ thương là đằng khác. Tôi mới là người có lỗi và mang ơn cô ấy. Thế chủ tịch với cô ta có chuyện gì à? Đó là chuyện riêng của tôi, cô không cần phải biết đâu. Trời đất ơi, anh bị làm sao đấy hả anh Quang? Anh chán sống rồi đấy à? Mau giúp anh với, anh không còn thiết sống nữa rồi đây này. Có chuyện gì? Đừng nói với em là anh lại làm người yêu giận đấy nhá. Thì làm gì còn chuyện gì khác khiến anh buồn muốn chết nữa đâu. Anh đúng thật là chẳng hiểu yêu nhau cái kiểu gì mà nay cãi nhau, mai giận nhau, nhưng lại chẳng bao giờ bỏ nhau được cơ. Thôi, sao có chuyện gì nói em nghe xem nào. Thì... Thôi được rồi, để đấy em giúp cho. Nhớ mồm đấy nhá. Ui, em họ anh đúng là tốt nhất trên đời mà. Ngọc Anh à, tao đang ở gần nhà mày này, hay là mày xuống đây nói chuyện với tao nhá. Tớ không ra đâu, cậu về đi. Nói với ông anh họ vàng bạc của cậu là tớ sẽ không tha thứ đâu. Thôi từ từ đã, tao bảo. Vụ việc lần này có vẻ là nghiêm trọng rồi đây. Mi, cô làm gì ở đây vậy? Anh đấy à, tớ đang định đi gặp bạn tôi thôi. Cũng tình cờ thật, đúng là chúng ta rất có duyên. Đúng là có duyên thật, nhưng mà tôi thấy là gặp anh đen lắm, nên là thôi anh cứ tránh xa tôi ra một chút thế nhá. Tôi đi trước đây. Ông kia, cho cô này. Sao lại là anh nữa? Cô không thích gặp tôi à? À, không phải, tại vì tôi thấy là hơi bất ngờ thôi. Thế nào, hôm nay bán được nhiều không? Vẫn đang còn khá khá đây này. Vậy cô bán cho tôi đi, tôi cũng muốn thử vận may của mình xem sao.
Thôi, anh có nhu cầu thật thì mua, không cần phải miễn cưỡng ủng hộ tôi như vậy đâu. Ơ hay, tôi có nhu cầu thử vận may thật mà. Mà tôi chưa thấy ai bán hàng như cô đâu. Khách hàng muốn mua thì lại từ chối. Nếu mà anh có nhu cầu thật thì tôi sẽ bán cho anh. Tính của tôi nó như thế đấy. Chỉ thích hưởng quyền lợi bằng đúng công sức của mình thôi, chứ không thích nhận ân huệ của ai bao giờ cả. Cũng không thích lấy hơn. Cô đừng nghĩ như thế. Tôi mua vì có nhu cầu thật, chứ không có ý gì khác đâu. Nhưng mà... Cô bán cho tôi đi. Tôi mua về cho nhân viên thử vận may mỗi ngày. Cũng đang lúc công việc căng thẳng. Đợi ơi tí. Cô tôi hết bao nhiêu tiền? Chỗ này của anh 200 nghìn nhá. Ui. Cảm ơn anh. My. Anh Quang. Bán hết chưa? Bán hết rồi thì đi về. Đây. Nốt khay này là xong hết rồi. Của anh này. Cảm ơn anh nhá. Hẹn gặp lại anh lần sau. Đi. Hóa ra cô ấy đã có người yêu. Thế mà mình cứ tưởng. Anh, tại sao bây giờ anh mới về? Làm sao? Có gì mà khóc bù lu bù loa lên thế? Bạn trai em bắt nạt em. Anh ấy không nhịu nhường em gì cả. Lại cãi nhau với người yêu á? Thì yêu đương cái kiểu gì mà nay giận mai hờn. Cũng chưa thấy đưa người yêu về ra mắt anh đâu. Thì anh bận còn gì? Em đưa về đây cũng có gặp được anh đâu. Thế bây giờ định thế nào? Nếu mà xác định yêu đương thì phải đưa về đây anh nói chuyện cho rõ. Còn nếu không thì giải tán đi cho nhanh. Chỉ là giận dỗi bình thường thôi mà. Làm gì mà phải giải tán chứ. Chẳng qua là anh ấy không chiều theo ý em nên là em mới ghét thôi. Em ấy lúc nào cũng nhõng nhẽo như trẻ con thôi. Thôi, nếu mà giận dỗi bình thường thôi thì làm hòa đi. Mà đưa cậu ta đến đây để anh còn gặp mặt chứ. Em biết rồi. Đợi mấy hôm nữa anh ấy dỗ dành em xong thì em sẽ đưa anh ấy đến gặp anh. Đúng rồi, chiều quá sinh hư đấy. Anh ạ. Anh Hiếu, em dẫn bạn trai em đến ra mắt anh rồi này. Anh ạ. Sao lại là cậu? Anh biết em ạ. Cậu dám bắt cá hai tay, lừa dối em gái tôi hả? Cái gì cơ? Anh nói là anh Quang lừa dối em ạ? Đúng vậy. Anh ơi, chắc anh hiểu làm gì rồi. Chứ em có lừa dối gì Ngọc Anh đâu ạ. Vậy cậu có dám cùng tôi gặp cô gái kia ba mặt một lời không? Anh đang nói cô gái nào ạ? Cậu còn chối à? Cô gái mà cậu đang lén lút qua lại sau lưng em gái tôi ấy. Anh nói cô gái nào nhỉ? Hay là bây giờ anh đưa em đi gặp cô ta đi, để xem đầu đuôi thế nào. Chứ em cây ngay không sợ chết đứng đâu. Được, đi theo tôi. My. Ôi, có chuyện gì đấy? Cô nói đi, gã này có phải là bạn trai của cô không? Hả? Trời ơi, hóa ra anh nói người khác là My đấy à? Cái gì? Em quen My à? Tất nhiên là em quen My rồi. My là bạn học chung đại học với em đấy. Còn là em họ của anh Quang nữa. Đấy cũng chính là lý do tại sao em yêu anh Quang đấy. Em họ á? Thế nghĩa là... Có nghĩa là anh đã hiểu lầm mối quan hệ của em với My rồi. My chỉ là em họ của em thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ? Sao ngay từ nãy đến giờ em chẳng hiểu chuyện gì hết thế? Trời ạ, thế mà cứ tưởng. Chẳng hiểu vì sao ông anh trai vàng bạc quý báu của tao lại hiểu nhầm mày với anh Quang là một đôi. Lại còn mắng anh Quang là bắt cả hai tay nữa đấy. Gì cơ? Anh suy nghĩ đến chuyện gì thế? Mà anh lại là anh trai của Ngọc Anh nữa. Tôi không ngờ lại có chuyện tình cờ như vậy. Mà như vậy cũng tốt quá rồi. Cô chưa có người yêu, mà Quang cũng không hề có lỗi với Ngọc Anh. Tốt quá là sao nhỉ? Anh Hiếu, anh lặn lên bảo. Đi. Anh khai thật đi. Có phải là anh thích cái My không? Thì... Thế là đúng rồi. Em nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay. Cái My ấy, nó là một cô gái vô cùng chăm chỉ luôn. Vừa đi học này, vừa đi làm để lo cho bản thân. Lại còn tốt tính nữa. Vụ này cứ để em giúp anh.
Em có chắc là giúp được anh không? Ô, cái anh này. Thế em là em gái của anh. Anh không tin em à? Đi, đi. Thôi, nếu như đã là hiểu nhầm thì mình xí xóa nhá. Hôm nay thì mọi người cũng rảnh hết đúng không? Mi, đi chơi chung với bọn tao luôn nhá. Ờ, nhưng mà tao... Đi đi, chẳng mấy khi. Mày cứ yên tâm, anh trai của tao sẽ chở mày. Không cần phải lo sẽ ăn cơm chó của tao với anh Quang đâu. Hả? Đúng đấy Mi ạ, cứ đi chơi đi. Thế thì đợi em một chút, em dọn hàng đã. Để tôi giúp cô. Anh thấy Mi với anh trai em có để đôi không? Công nhận, đẹp đôi thật. Thế nhưng mà chúng ta tổ chức đi chơi chung với nhau như thế này mấy tháng rồi, sao anh trai của em vẫn chưa tỏ tình là thế nào nhỉ? Thì em với anh cứ đi làm bóng đèn thế này, bày tỏ vào lúc nào được? Ừ nhỉ. Anh, hả? Em có ý này. Mà Ngọc Anh với anh Quang đâu anh nhỉ? Vừa mới thấy ở đây cơ mà. Đâu rồi ta? Em có sao không? Em không sao. Chắc là Ngọc Anh với Quang đi đánh lẻ rồi. Mình cứ để họ đi riêng tư đi. Dạ. Nước của em đây. Cảm ơn anh. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy vui như thế này. Em cũng như thế đấy. Suốt ngày bận rộn đi học với lại đi làm thêm, em cũng quên mất là mình cần phải tận hưởng cuộc sống nữa. Nhìn này, em có cảm giác gì với anh không? Gì cơ ạ? Có vẻ là hơi đường đột, nhưng ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Hình như anh thích em rồi ấy. Anh... Em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em được không? Thật ra là chuyện này có hơi đột ngột với cả em. Chúng ta cũng mới quen nhau được có bao lâu đâu ạ? Anh xin lỗi vì đã đường đột hỏi em như vậy. Nhưng anh không bắt em phải trả lời ngay. Nhưng tính anh thẳng thắn, yêu sẽ nói là yêu. Anh chỉ muốn nói cảm xúc của mình cho em biết mà thôi. Em biết rồi. Về chuyện này em sẽ suy nghĩ thêm nhá. Thắm thiết thế kia chắc là thành công rồi đấy. Thế là từ nay ông anh trai của em sẽ không còn bị ế nữa thôi. Anh cũng thấy vui lây. Vừa mới ra mắt ông anh vợ lại có cơ hội ghi điểm luôn. Giả thế nào lại đẩy thuyền đúng đứa em họ của mình chứ. Anh làm sao đấy? Thế nếu bây giờ anh và em cưới nhau, Mi và anh Hiếu cưới nhau, thì chúng mình phải xưng hô thế nào nhỉ? Đúng rồi, em là em anh Hiếu. Nếu như anh lấy em thì anh phải gọi anh Hiếu là anh, phải gọi vợ anh Hiếu, tức là Mi, là chị dâu à? Ừ, thì cái Mi là em họ anh. Nếu mà anh Hiếu lấy cái Mi ấy, thì anh Hiếu lại trở thành em rể của anh. Mà em lấy anh ấy, thì em là vợ anh, là chị của Mi. Thì anh Hiếu phải gọi em là... Thế là thế nào nhỉ? Thôi, không nói nữa. Xoắn hết cả não. Có bề nào chào bề đấy, miễn là hạnh phúc với nhau là được anh ạ. Thôi cứ thế đi. Chứ phân tích với em một hồi anh cũng thấy ngu luôn này. Em nói đúng, miễn tất cả chúng ta hạnh phúc là được, còn thứ khác không quan trọng. Em tỉnh rồi à? Em có thấy đau ở đâu không? Có cần gọi bác sĩ không? Sao tôi lại ở đây? Mà anh là ai đấy? Mi, em sao thế? Em đang đùa anh đúng không? Xin anh đấy, anh đừng có đụng vào người tôi. Tôi đâu có biết anh là ai đâu. Mi, chị,
Ơn trời, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Chị này, sao tự nhiên em lại ở trong bệnh viện như này ạ? Em không nhớ chuyện gì xảy ra sao? Sau đám cưới, trên đường đi hưởng tuần trăng mật, em bị một chiếc ô tô điên tông trúng, dẫn tới não chấn động nhẹ. Em hôn mê sâu một tháng rồi đấy. Đám cưới á? Đừng có nói với chị là em quên luôn cả chuyện này nhá. Thật sự là em không có một chút ký ức gì về chuyện đấy cả. Thế em nhận ra người này là ai không? Trong đầu của em chẳng có một chút dữ liệu nào về anh ấy cả. Sao có thể như vậy chứ? Tình hình sức khỏe của vợ tôi như thế nào rồi bác sĩ? Theo kết quả chụp chiếu và tình trạng hiện tại của vợ anh, tôi có thể đưa ra kết luận là cô ấy đang mất trí nhớ tạm thời. Nhưng tại sao vợ tôi có thể nhớ được chị gái của mình nhưng lại không nhớ được tôi? Triệu chứng mất trí nhớ tạm thời là không thể tạo ra ký ức mới và nhớ về quá khứ gần đây. Nghĩa là ký ức của vợ anh chỉ dừng lại ở khoảng thời gian 5 năm trước, khi cô ấy 22 tuổi. Khi đó thì anh chưa xuất hiện trong cuộc đời cô ấy, cho nên là cô ấy không có ký ức gì về anh cả. Vậy tình trạng mất trí nhớ tạm thời của cô ấy sẽ kéo dài trong bao lâu? Có thể là vài tháng hoặc vài năm, tùy thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện môi trường khác nhau. Điều này tôi không dám khẳng định. Tạo hóa thật biết cách trêu đùa người ta. Cảm ơn bác sĩ. Vâng, chào anh. Cái con bé này, định ở lì đây không về thật đấy à? Thì em đang ở nhà còn gì nữa. Ý chị là nhà vợ chồng em ấy. Nhưng mà em nói thật đấy, em chẳng có một chút ký ức gì về anh ấy cả. Bây giờ ấy, em với các anh ấy chẳng khác gì là người xa lạ. Như thế thì làm sao mà em có thể ở chung nhà rồi ngủ chung giường với một người lạ được chứ? Thế mà trước đây người mặt dày theo đuổi người ta lại là em đấy. Cái gì cơ? Tại sao em lại theo đuổi anh ấy? Sao không phải là anh ấy theo đuổi em chứ? Chị không chôn em. Nếu mà không tin ấy thì mai đến tập đoàn ABA đi. Em hỏi hết nhân viên ở đấy, xem là 4 năm qua em đã dùng những chiêu trò gì để cưa đổ chủ tịch nhà người ta. 4 năm á? Em mà kiên trì được như thế á? Bị cậu ấy lạnh lùng từ chối, về nhà ôm chị khóc tu tu, thế mà vẫn sống chết bám lấy cậu ta nói chuyện yêu đương. Có phải là chị đang nói ai không? Chứ làm sao mà em gái của chị lại có thể yêu đương một cách thiếu liêm sỉ như thế được? Khi đó em chỉ cần tình yêu của người ta thôi, cần gì liêm sỉ? Đúng là không thể tin được mà. Còn nhiều chuyện đặc sắc lắm. Lúc nào rảnh chị kể cho mà nghe quá khứ cua trai hào hùng của em. Ôi dồi ôi, chị dùng cái từ gì mà mạnh thế? Cua trai hào hùng. Thôi rồi, em không muốn nghe đâu. Chắc là chồng em đến đón đấy. Bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Trời đất ơi, khó xử thật đấy. Dở đi mắc núi, dở lại mắc sông mà. Chào anh ạ. Chào em. Em thấy trong người thế nào rồi? Dạ, em vẫn bình thường ạ. Dạ, xin phép chị cho em được đón vợ em về ạ. Xua cái gì? Lên thu dọn đồ đạc rồi về với chồng đi. Nhà này không chừa báo cô đâu. Kìa chị với cả anh có thể nào cho em thêm một chút thời gian để em thích nghi với việc này được không ạ? Bao giờ mà em quen được rồi thì em về bên đấy ở sau ạ. Hay nhờ. Muốn thích nghi thì phải về nhà với chồng đi. Ở bên này với chị quen mãi rồi, cần gì phải thích nghi nữa. Chuyện này chị Phương Anh nói đúng đấy. Em về đi. Biết đâu khi về bên đấy em nhìn những thứ quen thuộc của hai chúng mình, em lại nhớ ra tất cả thì sao? Như vậy không phải là tốt hơn à? Em dễ chị nói chỉ có chuẩn. Thôi, không nhõng nhẽo nữa, lên lấy đồ về đi. Chú Hiếu đã bao nhiêu là việc rồi,
Em là vợ không giúp được gì thì thôi, đừng để chú ấy thêm muộn phiền. Dạ vâng ạ. Đấy, thế có phải ngoan không? Em cảm ơn chị, để em lên lấy đồ cho vợ em ạ. Không nhõng nhẽo nữa, lên giúp chồng em lấy đồ đi. Em định ngồi đấy đến hết đêm sao? Nếu em cảm thấy không thoải mái khi chúng ta ngủ chung, anh sẽ sang phòng cho khách. Em cứ yên tâm ở đây ngủ đi. Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Chúng ta thật sự là vợ chồng á? Em xem giấy đăng ký kết hôn bao nhiêu lần rồi mà vẫn hỏi anh câu đấy à? Nhưng mà em đã thật sự cố gắng nhớ rồi, nhưng mà em vẫn không thể nào mà nhớ ra anh được ý. Em không cần phải nóng vội, chúng ta có nhiều thời gian mà, rồi dần dần em sẽ nhớ ra thôi. Nếu như... em nói là nếu như thôi nhá, nhỡ may cả đời này em vẫn sẽ không nhớ ra anh thì làm sao? Vậy thì không còn cách nào khác, anh phải làm em yêu anh thêm một lần nữa rồi. Hai người ăn trưa ở đây đấy à? Giới thiệu với em, đây là... Anh Quang, lâu lắm rồi không gặp anh, dạo này anh thế nào rồi? Thì vẫn cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Còn em, sức khỏe đã ổn định chưa? Em khá ổn rồi ạ. Vậy tốt rồi, thời gian em gặp tai nạn, anh đang ở bên nước ngoài nên là không thăm em được. Em hiểu mà, bây giờ mọi thứ cũng ổn rồi, không sao đâu anh. Vậy tốt rồi. Hai người đứng mãi như thế không thấy mỏi chân à? Muốn nói gì thì ngồi xuống rồi nói. Này, trước đây vợ ông luôn hiềm khích với tôi, coi tôi như kẻ thù không đội trời chung, vì cho rằng tôi với ông quá thân thiết. Thế sao hôm nay lại thân thiện với tôi thế nhỉ? Hay là đang thay đổi chiến lược giữ chồng đúng không? Bây giờ tình thế đảo ngược rồi, tôi mới là người phải giữ vợ đấy. Vậy là sao? Chuyện dài lắm. Đại khái là bây giờ cô ấy vẫn còn nhớ tất cả, ngoại trừ tôi. Cái này người ta gọi là nghiệp quật đấy. Ai bảo ngày xưa ông phũ phàng với người ta lắm bảo. Đừng sát môi trái tim tôi nữa. Nghĩ ông cũng tội nhưng mà thôi, kệ vậy. Mà này, sao My lại nhớ được ông nhỉ? À, thì ngày trước tôi học khóa trên trường đại học cùng với cả My ấy, tôi biết My trước thôi. Hai anh có thì thầm to nhỏ cái gì nãy giờ đấy? À, bọn anh đang khen em là càng ngày càng trẻ, càng xinh đẹp ấy mà. Thật thế ạ? Đương nhiên, anh có nói dối em bao giờ đâu. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Anh đi làm ạ? Anh đi làm. Ở nhà có vấn đề gì thì gọi cho anh. Nếu mà chán quá thì đi cà phê cho nó khuây khỏa. Vâng. Chủ tịch Hiếu, hợp đồng tôi đưa có vấn đề gì không ạ? À, không có gì cả, mọi thứ vẫn ok. Thôi,
Anh cứ về trước đi. Tôi sẽ bảo thư ký của tôi sang làm việc trực tiếp với công ty anh. Dạ vâng. Cảm ơn anh ạ. Xin phép anh. Chào anh. Phải rồi, mình sẽ đưa cô ấy đến đây. Biết đâu cô ấy có thể nhớ lại được gì. Hôm nay anh sẽ nghỉ một ngày để đưa em tới nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau nhé. Đấy là nơi nào thế ạ? Khi nào đến em sẽ biết. Có chuyện gì mà em cười vui vẻ vậy? À, anh Quang mới gửi cho em một mẫu chuyện cười, hài lắm, em đọc cho anh nghe nhé. Em có thể hạn chế liên lạc với Quang lại được không? Tại sao? Anh là chồng em, anh không muốn em quá thân thiết với người đàn ông khác. Anh buồn cười thật đấy. Anh biết không, anh Quang là một trong số ít ỏi những người bạn mà em có thể nhớ được sau khi bị mất trí nhớ. Em cũng chỉ muốn nói chuyện với anh ấy nhiều hơn một chút, để xem là bản thân của mình có thể nhớ ra được cái thông tin hữu ích gì không. Anh là chồng của em, anh không ủng hộ em thì thôi, lại còn cấm cản em lại chứ. Thay vì nói chuyện với Quang, em hoàn toàn có thể nói chuyện với anh mà. Anh tin là mình hiểu em hơn cậu ấy nhiều. Có thể là anh nói đúng, anh sẽ hiểu em hơn là anh Quang. Nhưng mà cái cảm giác khi mà hai người nói chuyện với em, nó hoàn toàn khác biệt nhau đấy. Khác biệt thế nào? Anh khiến cho em cảm thấy là lạnh lùng với là xa cách. Còn anh Quang ấy thì lại nhiệt tình và ấm áp. Thì ra là như vậy. Thái độ của anh như thế là sao? Anh có biết là thời gian qua em đã sống khổ sở như thế nào không? Sống lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Em đã cố gắng tìm lại 5 năm ký ức bị lãng quên. Ý anh không phải là như vậy, em đừng hiểu nhầm. Nếu mà anh cảm thấy mệt mỏi quá thì chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Ly hôn không phải là từ em có thể tùy tiện nói ra được đâu. Nhưng mà em không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này nữa. Em quá mệt mỏi rồi. My, em bình tĩnh lại, nghe anh nói đã. Làm ơn đấy, anh để em một mình được không? Trong phòng của em. Chị. Là chị cho cậu ấy vào đấy. Sao chị không nói trước với em một tiếng? Lúc đấy em đang tắm, chị nói kiểu gì? Các cụ dạy rồi, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành. Chuyện của hai đứa tự giải quyết đi nhá. Em là vợ anh, em ở đâu thì anh ở đấy. Cho dù em nổi loạn thế nào, anh cũng không buông tay em đâu. Để anh sấy tóc cho em nhé. Thôi, không cần đâu, em tự làm được mà. Cái gì em cũng làm được, thì cần đến chồng làm gì? Đây, em ngồi xuống đây, anh sấy tóc cho. Mà lần sau đừng có gội đầu muộn như thế này, dễ ốm lắm đấy. Anh Hiếu, cảm ơn anh nhá. Vì điều gì? Vì anh lại luôn kiên nhẫn với cả em. Ngốc ạ. Sao lại mắng em? Vợ chồng với nhau, em cần gì phải nói mấy lời khách sáo đó. Thôi, để anh chế tóc chứ.
sao thế? Em cảm giác đau đầu quá. Để anh đưa em tới bệnh viện nhé. Em sao rồi? My, em sao vậy? Em nói đi, đừng làm anh lo. Em đã nhớ ra anh rồi. Em nói thật sao? Em chưa thể nhớ ra hết ký ức về anh. Nhưng mà em nhận ra đây là nơi đầu tiên mà chúng ta đã gặp nhau. Đúng vậy. Em còn nhớ ra là khi đấy thời tiết là mùa đông, có một cậu bé không may bị trượt chân rơi ngã xuống hồ. Thế mà anh đã không ngại nguy hiểm, anh nhảy xuống để mà cứu cậu bé nữa chứ. Cũng vì hành động nghĩa hiệp đó mà em thầm thương trộm nhớ anh suốt 4 năm, đúng không? Năm ấy để mà tiếp cận anh, em đã nhờ anh Quang là đàn anh ở trong trường đại học giúp em có thể làm việc ở trong tập đoàn ABA đấy. Mới đầu anh nghĩ em cũng giống như những cô gái khác, chỉ có hứng thú nhất thời với anh thôi. Nhưng anh không ngờ em lại cố chấp như vậy. Đương nhiên rồi, không xinh đẹp, không giỏi giang bằng người ta thì em phải lì đòn hơn người ta chứ. Nếu không ấy, làm sao mà có thể lọt vào mắt xanh của anh được. Ai nói em không xinh đẹp? Trong mắt anh, em luôn là người đẹp nhất. Em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không? Anh không phiền chứ? Thực tế thì tôi cảm thấy rất phiền. Nhưng mà quán hết chỗ rồi, bất đắc dĩ tôi mới phải ngồi đây thôi. Anh chịu khó một lát nhá, uống xong cốc cà phê tôi sẽ đi luôn. Khoan đã. Cô cầm số tiền này, rồi qua quán khác giúp tôi. Tôi còn phải làm việc nữa, cô hiểu chứ? Tôi không cần tiền của anh. Đúng là đồ sĩ diện mà. Cô. Tôi đã cho các anh 2 tuần để hoàn thành bản kế hoạch này. Vậy mà tính đến nay không có một chút tiến triển nào cả. Các anh có muốn nhận thưởng Tết hay không? Hay là để tôi tính đến phương án sa thải từng người một? Thưa chủ tịch, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi anh muốn biện minh bất cứ điều gì. Dạ thưa chủ tịch, thực ra thì vợ em, cô ấy đang ở trong bệnh viện phụ sản. Và ngày hôm nay là ngày mà cô ấy lên bàn đẻ. Không biết liệu chủ tịch có thể cho em xin phép về sớm hơn được một chút không ạ? Tốt thôi, còn vài giờ nữa mới hết ngày làm việc, nhưng cậu có thể về. Dạ, cảm ơn anh. Tôi thật sự biết ơn vì điều này ạ. Cảm ơn thì để sau. Trước tiên cậu phải viết đơn xin nghỉ việc đã. Ý chủ tịch là gì ạ? Cậu không hiểu tiếng Việt à? Tôi đã nói rất đầy đủ nội dung, có cả chủ ngữ và vị ngữ rồi mà. Dạ. Tôi nghĩ lại rồi ạ. Tôi nghĩ là mình nên ở lại đến hết giờ làm. Xin lỗi chủ tịch ạ. Tôi cũng mừng vì điều đó. Vậy bây giờ các cậu quay trở lại với công việc và hoàn thành bản kế hoạch này ngay. Cảm ơn. Cậu còn ngồi ý ra đấy làm gì nữa? Mau về hoàn thành bản kế hoạch cho tôi. Dạ vâng ạ. Ôi, xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ dọn ngay ạ. Không cần, gọi ngay nhân viên dọn dẹp vào đây cho tôi.
À, đúng. Để tôi ra ngay ạ. Không hiểu đây ngày gì. Mới sáng ra đã gặp chuyện chẳng lành. Biết là có điểm. Là cô à? Đúng, là tôi đây. Anh muốn tôi dọn dẹp trước hay là muốn đuổi việc tôi trước? Cô dọn dẹp trước đi. À, khoan đã. Đúng là sáng nay tôi có hơi quá đáng với cô. Không ngờ cô lại là nhân viên của tập đoàn tôi. Cô làm ở đây lâu chưa? Tôi làm việc ở đây được hơn 1 năm rồi. À, tôi... Tại tôi không giỏi nhớ mặt mọi người lắm. Mà chuyện sáng nay cô chưa kể với ai đấy chứ? Chuyện cũng chẳng có gì hay ho cả, nên tôi chẳng kể với ai hết. Vậy cô quên chuyện sáng nay đi nhá. Và nhớ đừng nói gì linh tinh đấy. Vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ nhớ kỹ những lời anh nói. Ừ. Oh yeah, tôi là chủ tịch Hiếu. Tôi là một kẻ cuồng công việc. Long, anh đã bị sa thải. Vợ anh không thể đợi đến lúc họp xong mới đẻ được à? Hoặc tốt nhất là đừng đẻ vào những ngày làm việc. Đẻ vào cuối tuần càng tốt. Cái gì? Mọi người hỏi tại sao tôi là một thằng kiêu ngạo, ích kỷ, độc đoán như vậy ư? Đơn giản thôi. Vì xung quanh tôi không có ai yêu quý tôi cả. Bố mẹ không để ý tôi, bạn bè bắt nạt tôi, nên tôi trở thành một người vô cảm, yêu quý thấp, bị đồng nghiệp xa lánh và nói xấu. Cô diễn giỏi đấy. Cô đóng gần giống hoàn cảnh của tôi rồi. Sao cô không nghỉ việc mà đi làm diễn viên đi? Chủ tịch, em... Thôi, cô không cần phải giải thích. Tôi hiểu rồi. Em xin phép ạ. Vào đi. Em chào chủ tịch. Em biết tại sao sáng nay anh gọi em lên đây. Em đã chuẩn bị sẵn đơn xin nghỉ việc rồi. Tôi không cần cái này. Tôi gọi cô vào đây là có chuyện muốn hỏi. Nói thật cho tôi biết, có phải tất cả đồng nghiệp đều nhìn tôi theo cách mà cô thể hiện tối qua không? À, dạ không phải đâu thưa chủ tịch. Tôi cần biết sự thật. Thật ra họ không chỉ nhìn anh theo cách đấy, mà thậm chí còn tồi tệ hơn cơ ạ. Bọn họ còn đang nhận lương từ tôi đấy. Thế mà họ dám. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Giúp đỡ của em ấy ạ? Tôi cần cô giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mọi người xung quanh. Tất nhiên tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt đâu. Nhưng mà tại sao lại là em ạ? Bởi vì cô đã biết quá nhiều vấn đề của tôi.
Hơn nữa theo tôi thấy thì có vẻ như cô có mối quan hệ rất tốt với mọi người, nên tôi nghĩ cô có thể giúp được tôi. Nhưng mà em... 500.000 một giờ, cô thấy thế nào? 500.000? Thế thì em sẽ thử xem sao. Em sẽ cố hết sức, chủ tịch ạ. Chào mọi người, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Anh hãy bắt đầu cuộc họp bằng một giọng điệu vui vẻ và tích cực hơn đi. Cảm ơn mọi người vì đã không làm dự án này hỏng bét. Ui giời ơi, giọng điệu của anh thì đúng rồi, nhưng mà anh hãy nói những điều tích cực, khen ngợi họ đi, chứ đừng nói những cái kiểu cạnh khóe như thế chứ. À, anh xin lỗi anh Long đi. Không đợi nào. Chính anh đã yêu cầu em giúp đỡ, nên bây giờ anh phải nghe theo em. Nếu không á, em tắt máy đây. Long, vợ cậu thế nào rồi? Dạ vâng ạ. Tin tốt là vợ em đã vượt cạn thành công. Chúng em đã có hai bé sinh đôi rồi ạ. Tuyệt vời quá. Anh hãy tăng tiền thưởng Tết cho anh ấy đi. Không thể nào. Dạ em hiểu là việc này làm anh không vui, nhưng mà em đảm bảo với anh là em sẽ không để việc chăm con của em ảnh hưởng đến tiến độ công việc đâu ạ. Mong anh đừng đuổi em, chứ vợ em cô ấy vừa đẻ xong, bây giờ mà em cũng không có việc nữa thì gia đình em có biết sống thế nào ạ. Không, ý tôi không phải là như vậy. Ý tôi là tôi hơi bất ngờ. Đây là tin tức vui mừng. Tôi sẽ tăng tiền thưởng Tết cho cậu. Chúc mừng cậu nhé. Vỗ tay nào. Anh làm tốt lắm. Ô, hôm nay anh lại tăng ca ạ? Thực ra anh cố tình ở lại để đợi em đấy. Đợi em ạ? Anh chỉ muốn cảm ơn em. Hôm nay là ngày làm việc vui vẻ nhất mà anh từng có đấy. Vâng, em biết chuyện này hơi riêng tư, nhưng mà chủ tịch cho em hỏi một câu được không ạ? Tại sao anh lại dành nhiều thời gian cho công việc như vậy mà không dành một chút thời gian để giải trí cho đỡ căng thẳng ạ? Chỉ là anh yêu công việc của mình thôi. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ anh đã quản lý anh rất nghiêm khắc. Lúc nào cũng chỉ học tập rồi thành tích. Chỉ những khi anh đạt kết quả cao thì họ mới chú ý đến sự tồn tại của anh. Thế nên trong đầu anh chỉ toàn là công việc, và đến giờ rất khó thay đổi. Bức ảnh kia có phải là chị Ngọc, người yêu của anh không ạ? Em cũng biết à? Dạ vâng, em có gặp chị ấy mấy lần đến công ty tìm anh. Ai trong công ty cũng bảo đấy là người yêu của anh ạ. Không. Giờ cô ấy là người yêu cũ rồi. Vậy ạ? Sao hai người lại chia tay thế ạ? Cô ấy bảo anh say mê công việc hơn cô ấy. Cô ấy không chịu đựng được nên chia tay. Mà thực ra giữa bọn anh có rất nhiều bất đồng quan điểm. Anh cũng quên rồi. Em là người duy nhất ở công ty biết nhiều chuyện về anh đấy. Mà thôi, nãy giờ nói về anh đủ rồi. Anh muốn biết nhiều hơn về em. Sao em lại chọn công việc này? Trẻ trung, thông minh, nhanh nhẹn như em, có rất nhiều sự lựa chọn cơ mà. Công việc này trước đây là của mẹ em ạ. Mẹ em? Có phải là cô Vân đúng không? Dạ vâng ạ. Hơn một năm trước mẹ em bị bệnh, mà không muốn mất công việc này nên là em phải bảo lưu kết quả đại học để đi làm thay cho mẹ, cũng là để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Không ngờ mẹ em mãi không khỏi,
nên là bây giờ em cũng làm ở đây được hơn 1 năm rồi. Mọi người ở trong tập đoàn rất thân thiện. Chỉ có anh là không tốt thôi, đúng không? Không. Chỉ là lúc đầu em nghĩ như vậy thôi, chứ còn bây giờ thì khác rồi ạ. Anh chỉ hơi độc miệng và EQ thấp, chứ thực ra anh cũng tốt mà. Bây giờ anh có muốn vui vẻ một chút ở công ty không? Em nói cái gì? Mai là sinh nhật anh. Anh cũng không có bạn bè gì. Em có thể đi ăn tối cùng anh để chúc mừng sinh nhật anh được không? Dạ, thật đấy ạ. Thật. Em là người bạn duy nhất của anh trong công ty này. Em đến dự sinh nhật cùng anh nhé. Dạ được ạ, không thành vấn đề. Em làm anh bất ngờ đấy. Anh Hiếu. Ngọc. Sao em lại ở đây? Sao anh bất ngờ thế? Chẳng lẽ anh còn chờ ai khác nữa à? Anh Hiếu, em biết là em đã sai rồi. Em hối hận lắm vì đã chia tay anh. Chúng mình quay lại với nhau rồi làm lại từ đầu anh nhá. Anh Hiếu, em có quà. Ngọc Anh, em... Anh, đây chẳng phải là con bé lao công ở tập đoàn của anh à? Cô kia, cô đi ra ngoài đi, cô không thấy chúng tôi đang bận à? Thì ra em ở đây à? Chủ tịch, anh tìm em có việc gì không ạ? Bây giờ có một cuộc họp quan trọng, anh cần em giúp. Trong những buổi làm việc gần đây, anh đã thay đổi rất tốt rồi mà. Em nghĩ là anh không cần sự trợ giúp từ em nữa đâu. Không, anh vẫn rất cần em. Em giúp anh nốt hôm nay được không? Đây sẽ là lần cuối em giúp anh. Sức khỏe của mẹ em thời gian gần đây cũng tiến triển tốt rồi. Chắc một thời gian nữa thôi, em sẽ không làm việc ở đây nữa. Cảm ơn em. Em đúng là cứu tinh của cuộc đời. Em cũng rất vui vì đã giúp được anh ạ. Dự án lần này đã thành công tốt đẹp. Mọi người là đội ngũ tuyệt vời nhất của tập đoàn từ trước đến nay. Anh làm tốt lắm. Đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của năm nay. Mọi người có ý kiến gì không? Long, cậu nói đi. Em thấy gần đây team của mình được cải thiện hiệu quả công việc rất tốt. Bản thân em cũng thấy mình rất nhiều năng lượng và tinh thần khi làm việc. Em thấy sức mạnh của lời nói tích cực, chủ tịch ạ. Em thấy hiện tại anh rất tốt, rất tuyệt vời ạ. Cũng nhờ có một người con gái mà tôi đã thay đổi, nhận ra nhiều điều. Tiện đây tôi muốn giới thiệu với mọi người người yêu của tôi.
Xin chúc mừng anh ạ. Có phải là anh định giới thiệu cô ấy ngay bây giờ không ạ? À dạ thưa chủ tịch, có phải là anh với chị Ngọc quay lại với nhau rồi phải không ạ? Không phải Ngọc, cô ấy là một người khác. Nhưng trước khi giới thiệu cô ấy, tôi phải được sự cho phép của cô ấy đã. Anh biết là em đang nghe. Ngọc Anh, em chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho anh. Là ánh sáng trong cuộc đời tối tăm này của anh. Chính em đã làm anh thay đổi để trở thành một con người tốt hơn. Ngọc Anh, em có muốn trở thành người yêu của anh, đồng hành cùng anh bước tiếp trên con đường đời này không? Đồng ý. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà anh đã được nhận từ trước đến nay đấy.